Chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bài tiếp theo lập trình Deep Learning với Keras. Và mục tiêu của bài hôm nay là cài đặt môi trường lập trình với Deep Learning và framework là Keras. Mình là Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Thứ nhất cần quan tâm khi mà bạn lập trình thì mình đưa ra cái yêu cầu đầu tiên về máy tính. Thứ nhất ấy, là Windows thì bạn sử dụng, nếu như giả sử như bạn sử dụng Windows để training ấy, thì bạn hãy theo cái link này, trong đấy có hướng dẫn đầy đủ các bước để cài đặt rồi. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là nên dùng Linux, vì Linux lập trình cho Deep Learning rất là tiện, và cấu hình máy khuyên dùng cho cá nhân thì nên như này. Tất nhiên là máy nào cũng có thể training được, nó sẽ nhanh hoặc là chậm thôi. Thế nhưng mà khuyên dùng như này là phải là máy bàn nhá, chứ máy tính sách tay thì không ăn thua đâu. Thứ nhất ấy là chip phải lớn hơn được bằng 8 nhân, thì AMD nó rất mạnh về đa nhân ấy. Thế nên là mình chọn là AMD 8 nhân, có tích hợp cái card đồ họa liền ấy, thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều so với cả không có card đồ họa. Cái này cần phải chú ý khi mua chip. Thứ hai là RAM ấy, thì phải lớn hơn hoặc bằng 32GB, tức là tối thiểu phải là 32GB. D3, D4 không quan trọng. Tại sao? Bởi vì nhiều khi mình sinh ra dữ liệu xong mình training model ấy, thì cái biến trung gian của mình rất là nhiều, mà mỗi một lần làm việc với dữ liệu lớn ấy, thì vài ghi một một biến nó không là cái gì cả, cho nên là 32GB vẫn là còn nhỏ. Thế nhưng mà 32GB là ok, dùng ok rồi. Còn nếu mà các bạn mà đang học thì 8GB được, không sao. Thì mình chỉ training nó nhỏ nhỏ thôi thì không không quan trọng. Tiếp theo là cái GPU ấy, thì nếu như mà training thực sự thì nhất thiết phải có GPU, vì GPU nó sẽ quyết định cái tốc độ tính toán, nó tính toán nhanh hơn rất nhiều so với CPU. Thì chính là cái dùng cái card đồ họa, card màn hình ấy. Thì card nào mà của Nvidia thì các bạn mua nhất thiết phải là Nvidia, vì AMD thì nó hiện nay là nó không có framework cho deep learning, cho nên là chỉ có Nvidia nó mới hỗ trợ framework cho deep learning thôi. Và nhất thiết phải là GTX trở lên. Mình khuyên của mình là 1080 trở lên. Các bạn có thể chọn dòng thấp hơn, ví dụ 1060 hoặc P106 cũng được. Thế nhưng mà những cái này nó thấp quá thì nhiều khi mình tính toán, vì nó chỉ có 6GB RAM này, nên là nhiều khi mình không fit vừa cái model của mình vào đâu, cho nên phải dùng từ 8GB trở lên. Nếu như mà các bạn dùng mà có tiền thì dùng cái Ti này là tuyệt nhất. Thế nhưng mà Ti thì nó hơi đắt, cho nên dùng 1080 là được rồi. Còn có một cái nữa không quan trọng nhưng mà nên dùng hai màn hình dễ làm việc. Thì màn hình bên này là để training chương trình, để màn hình bên này để mình đọc code, để xem tham khảo lại. Bởi vì bây giờ lập trình không phải nhớ nữa mà toàn là reference thôi, cho nên là các bạn phải có một bên lập trình và bên reference để tham khảo. Còn macOS thì mình chưa dùng, không có lời khuyên cho các bạn, nhưng mà mình đọc trong quá trình mình đọc, mình cài đặt với Linux ấy, thì mình thấy macOS nó cũng tương tự như Linux thôi. Hoặc là Linux thì nó có mấy dòng, ví dụ như là mình đang dùng là Ubuntu, hiện nay mình dùng là Ubuntu. Thế nhưng mà nó có những cái dòng ví dụ như là CentOS chẳng hạn, thì CentOS cũng được, nhưng mà mình thì mình quen dùng Ubuntu rồi thì các cái lệnh nó sẽ dễ hơn. Thì các bạn mà Ubuntu này nhiều người trên thế giới dùng hơn, cho nên là cái help nó nhiều hơn, nhiều hướng dẫn hơn. Và chúng ta bắt đầu bước vào cài đặt. Thì cái phần thứ nhất ấy là cài đặt hệ điều hành Ubuntu. Cái này là phải cài thật trên máy nhá, chứ các bạn đừng cài vào máy ảo, vì cài máy ảo nó có thể là không nhận hết phần cứng đâu, mà nó chạy nó lại còn một bên máy ảo xong một bên máy thật, nó chia đôi phần cứng ra thì chạy chậm lắm, không ăn thua. Các bạn có thể cài ở bản 18.04, bản này mình đang dùng, đang ghi hình là chính là 18.04. Các bạn có thể cài 16.04 được, bởi vì nó
đến thời điểm này Ubuntu nó rất rất là là ổn ổn định. định. Trong Trong loạt loạt bài bài này này thì thì mình mình cài cài hệ hệ điều điều hành hành Ubuntu Ubuntu và và tên tên máy máy là là TA, TA, còn còn username username là là U. U. Cái Cái này này nó nó sẽ sẽ quyết quyết định định khá khá nhiều nhiều về về cái cái đường đường dẫn dẫn ấy. ấy. Ví Ví dụ dụ các các bạn bạn đặt đặt tên tên máy máy là là Tuấn Tuấn Anh Anh chẳng chẳng hạn, hạn, xong xong username username là là máy máy tính tính này này là là của của Tuấn Tuấn Anh. Anh, Ví ví dụ dụ như như thế, thế, các các bạn bạn đặt đặt dài dài như như này này thì thì về về sau sau trên trên cái cái đường đường dẫn dẫn cái command line này của nó rất là dài, mình nhìn rất là phiền. Còn pass thì tùy các bạn, những đường dẫn của mình đã rất là ngắn, home thì nhất thiết phải có rồi, thế còn U là user nên nhìn này nó rất là gọn. Phần tiếp theo, sau khi cài đặt xong cái Ubuntu rồi như bình thường rồi thì các bạn mở cái phần software and update lên ở trong cái phần cài đặt các cái phần mềm này này. Đấy, thì các bạn mở lên, thì sau đó thì các bạn chọn cái software update, thì các bạn tích vào cái Nvidia, cứ cứ cái nào của Nvidia các bạn tích vào để làm gì, để nó sẽ tự động cài đặt cái driver cho các bạn và các bạn không cần phải cài tay nữa. Ở trên mạng có rất nhiều hướng dẫn nhưng đa phần là hướng dẫn cài tay, mà như thế là phải rất rất phiền hà để bật tắt các cái driver hiện tại lên, thì như thế rất là phiền phức. Các bạn cứ làm theo cách của mình là đơn giản nhất, mình có kinh nghiệm cả tháng trời cài Ubuntu server rồi nên các bạn yên tâm cứ làm theo là được. Sau khi cài xong Ubuntu thì các bạn đến cái bước 3, đó là download cái Anaconda về. Anaconda là cái gì? Anaconda là một phần mềm, trong đó nó xây dựng một cái, nó giống như kiểu là một cái framework dành riêng cho cài đặt các cái chương trình của Ubuntu lên. Đặc biệt là nó có thể nhận được cả phần cứng, nhận được hết cả các phần mềm và cài đặt riêng vào trong môi trường của nó. Và các bạn sau khi cài trong môi trường này, các bạn có thể copy môi trường đấy sang môi trường khác cũng được. Các bạn có thể cài Python 2 trên đó cũng được, cài Python 3.5 cũng được, cài Python 3.6 cũng được, cài Python 3.4 cũng được. Các bạn cài thư viện đối với Python 3.5 thì các bạn cài một bó thư viện này đối với project này, còn Python 3.6 các bạn cài một bó thư viện này dành cho project kia cũng được, tùy. Có nghĩa là nó rất là linh động, mà nó hỗ trợ khi mà cài cái gói cài đặt này chẳng hạn, nó sẽ tìm tất cả các cái gói liên quan này, nó sẽ cài đặt hết cho các bạn, nên công việc của các bạn cực kỳ nhàn. Đấy, Đấy, cho cho nên nên các các bạn bạn vào cái cái trang trang web web này này alavana.com alavana.com/download download này, này thì thì các các bạn bạn download download cái cái version version cho cho các các bạn bạn về. về. Ví Ví dụ dụ như như đây đây mình mình đang đang Linux Linux thì thì nó nó sẽ sẽ hiện hiện cái cái chữ chữ thang thang Linux Linux ở ở đây. đây. Cái bước tiếp theo là tải cái Anaconda về rồi thì các bạn để ở một chỗ nào đó. Sau đó thì các bạn mở cái command line ra, bấm có thể bấm Ctrl Alt T này cũng được, hoặc là các bạn có thể chuột phải vào cái màn hình cho các bạn bấm là Open Terminal cũng được, vào thẳng cái chỗ mà có Anaconda thì xong nó hiện lên này, thì các bạn gõ cái lệnh là bash sau đó thì ana chẳng hạn, thế xong các bạn bấm thêm tab một cái thì nó sẽ tự động gọi hết tất cả các cái tên, lấy hết tất cả cái tên, nó sẽ điền đầy đủ cho bạn, các bạn chỉ enter thôi. Thế sau khi cài đặt thì các bạn cứ yes cho đến hết. Đấy, thì sau khi cài đặt xong rồi các bạn chép cái đường dẫn này. Đấy, nếu như các bạn để nguyên cái tên máy giống mình ấy, thì các bạn để nguyên cái đường dẫn này thì mặc định nó sẽ vào vào home này, vào username này. Trong username nó sẽ tạo ra một cái Anaconda 3, thì các bạn sẽ để nguyên y như thế, các bạn chỉ gõ cái đường dẫn này đèn gì để thêm cái môi trường Anaconda vào cái path của chương trình của các bạn. Thế là xong việc cài đặt Anaconda rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt các thứ trong cái Anaconda đó. Thì lệnh của nó là conda, lệnh của nó conda thì conda info là con là cài đặt vào trong cái Anaconda này. Để các bạn gõ cái dòng lệnh này để cài đặt cái Anaconda Navigator. À, trên thì có rồi, thì dưới này không cần. Đấy, thì sau đó thì các bạn cài xong có thể chạy hai cái lệnh này trước sau gì cũng được. Và đã update hết thì sau đó thì các bạn bắt đầu tạo cái môi trường cho Deep Learning đây. Bắt đầu từ dòng này là Conda Create là tạo một cái môi trường làm cho cái việc Deep Learning của chúng ta làm việc.
thì create là tạo mới, trừ n là trừ name, tf đây là tên của cái môi trường đấy, về sau cái tên này các bạn sẽ dùng rất nhiều. Thì lời khuyên của mình cũng là đặt ngắn thôi. Sau đó thì Python bằng 3.5, các bạn có thể thay đổi version của Python ở đây. Nếu các bạn để mặc định nó sẽ cài cái Python mới nhất cho các bạn. Sau đó cài TensorFlow GPU kê kê ra GPU luôn cũng được, thì để các bạn cài hai cái là GPU. Thì sau đó các bạn không, nếu các bạn không có chữ GPU này thì nó sẽ cài đặt mặc định cái bản cho chip của các bạn chứ không phải là cho GPU. Nếu như các bạn có card hình ấy, thì các bạn cho cái GPU này vào. Nhưng mà mình, đối với mình ấy, mình sẽ cài cả hai, đó là đã cài GPU rồi nhưng mà vẫn còn thêm một cái nữa là đây, ở đây có dấu cách nhá. Thêm một cái nữa là không có GPU để làm gì, để có thể vẫn có thể chạy được trên CPU. Thì đây nó như này đấy, tức là vẫn cài cả hai trong một môi trường. Ok, thế sau đó thì các bạn cài, ở đây là môi trường, trong môi trường Anaconda nhé, các bạn cài là pip install TensorBoard. Pip là cái môi trường cài thêm gói thư viện dành cho Python đấy, Python install package pip install TensorBoard để làm gì, để các bạn theo dõi cái kết quả trong quá trình training. Tiếp theo là so activate TF, TF nó chính là cái tên ở đây này. Đấy, cái TF này chính là cái tên mà các bạn đặt. Nếu các bạn đặt tên khác ấy, thì các bạn phải phải active giống giống nhau nhé, cái tên phải giống nhau. Thì khi mà các bạn active lên thì bắt đầu nó sẽ chui vào trong cái môi trường là TensorFlow mà các bạn vừa cài. Thì ở đây mình có ví dụ như này, còn ra cái lệnh này rất hay dùng, info trừ trừ nvs, tức là mình liệt kê xem là cái biến môi trường của mình là hiện nay là có cái gì rồi. Thì ở đây ví dụ như cài TF ở đây chẳng hạn, thì mình cài TF ở đây đấy, viết hoa ở đây, viết hoa thì trong môi trường phải viết hoa, đây viết thường thì môi trường phải viết thường. Ví dụ như là TF ở đây thì các bạn sẽ là so activate TF. Thì khi này mà cái TF nó sẽ nhảy vào đằng trước cái tên của username, nó có đóng mở ngoặc như này, tức là bây giờ các bạn đã đứng ở trong cái môi trường TF rồi. Thì từ đây trở đi là các lệnh này các bạn cài là nó sẽ nhảy vào trong cái môi trường TF này đấy. Tiếp theo đây là cài cài xong rồi nhá, cài cài cái này là xong cho TensorFlow rồi, kê ra rồi. Nó sẽ chạy rất là nhiều vào, có thể hỏi các bạn, bảo các bạn enter hoặc f, thì các bạn cứ enter cứ f đi là xong. Thế sau đó thì các bạn cài thêm mấy cái gói phần mềm dành cho hệ điều hành Ubuntu. Thì ở đây mình có mấy cái là GDABI, Zini, FFmpeg, G. Thì mấy cái này là mấy cái cực kỳ tiện lợi, tiện dụng. Nó có nhiều cái hay lắm mà mình sẽ nói sau, khi nào mà dùng thì mình sẽ diễn giải chi tiết về cách dùng của nó hơn. Và cài thêm một vài cái để biên dịch cho OS, cho hệ điều hành. Thì ở đây trong này có chú ý một cái là NVIDIA Toolkit, thì cái này để cài lên để các bạn check xem là mình đang dùng cái gì. Ví dụ như này nhé, là NVIDIA trừ XM y như thế. Thì khi mà chạy cái này thì các bạn sẽ thấy là cái card của các bạn đấy, là driver của các bạn là driver bao nhiêu, là thứ nhất là driver này, thứ hai nữa là cái loại card của các bạn đang dùng là loại card gì này, thứ ba là đang 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 training, ở đây mình đang training là nó đang chạy bao nhiêu phần trăm này. Đấy, thì ở đây mình nhìn thấy, các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái Python của mình nó đang training cái này. Đấy, hiện nay cái này nó đang chiếm 5 GB của bộ nhớ ở trên này. Đấy, còn mấy cái khác ấy, thì nó chiếm một ít. Đấy, là tổng tổng thể nó xấp xỉ 6 GB, coi như là gần như đầy đấy. Thì khi cài cái này lên thì mình sẽ xem được tất cả cái thông tin về phần cứng của nó.
Thì nếu như chúng ta các bạn nếu là đã cài đặt xong rồi thì chúng ta đã có môi trường sẵn sàng làm việc rồi. Còn tiếp theo nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy bấm comment các câu hỏi để mình có thể tiện trao đổi với các bạn hơn, và subscribe cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những cái clip mới nhất của mình. Các bạn hãy làm sau đó, thì nếu như có cái gì mà không hiểu ấy, thì có thể comment ở dưới này thì mình sẽ trả lời và mình sẽ hướng dẫn các bạn. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.